nào đi bà, à, đứa nào ấy nào. Rồi. Tôi cho đứa anh bắt đi. Lấy được chứ. Ui dồi ôi. Kéo không? Kéo cây này xuống. Đây vẫn xuống. Kéo cây xuống. Không đâu. Không có đấy. Ngay xa đi. Mép mép mép. Đây đây bên này bên này. Thành xuống đi. Đá bóng phải đi nhặt bóng mới sướng chứ. Nhưng mà ở đây là nhà bóng địa hình cô ghê quá. Ném em anh, ném em luôn. Này, cho nhân ra đá. Anh đá. Nó ngoài vẫn còn dưới ấy. Dê lại gần. Dê gần đây. Anh mà nó còn chưa rơi xuống hồ ấy. Có vào đâu. Không phải rơi xuống hồ này kèm tiếp theo luôn. Thú nhờ. Chơi sân này không ai chơi kiếm đội mà chơi ở đây là đẹp, bảy ở đây đẹp, sân này đá dày chạy thoải mái, sân rộng luôn. Xuống dưới thôi. Biết ngay. Xuống hẳn sông rồi. Hả? Xuống sông á? Có nhận được không? Xuống sông rồi. Điện thoại anh Thành à, vẫn đây à? Thế thì chịu rồi bố ơi. Chịu rồi chịu à, làm sao mà chịu được. Bố cầm cái này cho anh Thành, để bố đi xuống bố xem nào. Tự nhiên ai đã xuống xong ấy. Ai đã xuống xong. Nhân đâu? Đá bóng rồi đi nhặt bóng ấy, vui. Nhân đâu bố? Nhân bố không biết. Nhân đâu hay anh? Thấy không? Đâu? Mãi bên kia kìa. Lấy đá ném vào để cho nó bay sát bờ bên này đã, xong rồi mình. Đấy. Bờ xuôi về bờ bên kia rồi. Ui dồi ôi. Sang bên này đi.
Bên kia bây giờ có đường đi sang bờ đâu. Nó nhìn thấy bờ bên kia không? Ném trúng quả bóng ấy, khéo nó lẩy lại đấy. Cho nó xuống đây là ném. Đợi tí cũng phải ngã đấy. Cẩn thận ngã không? Tình hình là phải tìm đường sang bên kia thật. Ngã đấy bo. Thôi thôi bo, ở trên này thôi bo. Ném vào đầu anh giờ. Hay đứa anh bơi à? Thì bơi đi. Bỏ dép lên. Bơi được không? Cẩn thận ở dưới cái que. Bơi à anh? Trong túi quần có cái gì không? Ừ, thôi thôi đừng ném nữa, để anh xuống. Nó nông không? Nông mà. Nông thì không cầm bơi không được. Cẩn thận đấy. Bùn. Đóng cẩn thận. Điểm sao ấy? Bùn à? Bùn đấy. Bùn đá. Nó cũng sâu là không sâu lắm. Lội được mà. Nó là mương mà. Thế là anh về thay quần. Không mượn xem cái quần nhà. Con cầm được quay cho bố. Đấy đấy, nó quay, nó đang quay đấy. Bò lên đi. Mày quá, mày cái bệ tàng này dễ trèo. Đã đi rồi, tí về tắm ra tắm biển tiếp đi đứa anh ạ. Anh. Đổ ra cho anh. Thank you.
nào. Bò đi dặn đêm à? Bò chạy ô anh đấy. Bò chạy ra kia mà. Mà tốc độ. Đó đấy. Đi dày thật đó ấy. Mình chỉ chút gà đá con tôm là được. Mình ba người là...